Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch 162 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trong phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Sáng nay 21 tháng 8, huyện Vĩnh Thuận tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 phòng chống dịch COVID-19. Theo kế hoạch, huyện Vĩnh Thuận có 3 đợt lấy mẫu xét nghiệm, đợt 1 vào ngày 21 tháng 8, đợt 2 vào ngày 28 tháng 8, đợt 3 vào ngày 4 tháng 9 năm 2021. Mỗi đợt có 82.626 mẫu cần sàng lọc. Đối tượng là tất cả người dân, hộ gia đình trong vùng cách ly y tế, vùng có nguy cơ cao và nguy cơ. Phương pháp xét nghiệm theo mẫu gộp Real-time PCR. Đợt này toàn huyện có 420 lực lượng với 140 tổ lấy mẫu, trong đó có 140 lực lượng được tỉnh tăng cường hỗ trợ, còn lại là lực lượng huyện. Qua lấy mẫu xét nghiệm lần này nhằm kịp thời phát hiện người nhiễm SARS-CoV-2 để kịp thời tách F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn, cách ly triệt để các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, khoanh vùng và xử lý kịp thời các ổ dịch, không để lây lan ra cộng đồng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.